Ok nha, xin chào tất cả các bác. Chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh YouTube của em. Thế thì ngay trước mặt các bác đây, nó là một cái bộ sản phẩm về cái vòi rửa bát nhé, Sup 304. Thế thì ngay bây giờ em sẽ đập hộp. Và ở cái video này em sẽ xin công bố cái giá công khai của nó luôn các bác nhé. Giá rất là rẻ trên thị trường. Ai yêu quý thì cho em xin một gọi là like, một tương tác các bác nhé. Đấy, ngay bây giờ thì em sẽ đập hộp cái dòng này. Hiện tại dòng này đang có rất là nhiều trên thị trường. Và nhưng mà xin thưa với các bác một cái điều ấy, nó là cái chất liệu của nó trên thị trường thì có rất là nhiều loại chất liệu các bác nhá. Các bác đã xem những cái video trước đây của em rồi ấy, thế thì các bác cũng nắm được. Có nghĩa là cũng cùng một cái sản phẩm đấy nhưng mà cái chất liệu của nó khác nhau nhá. Còn cái hàng này của em nhá, cam kết với các bác là inox 304 100% các bác nhá. Em cam kết với các bác là 304 100%. Thì trên thị trường có nhiều loại, cũng có nhiều loại inox lắm các bác ạ. Cũng có nhiều loại inox lắm. Thế thì có những inox cũng nó không được đạt chất lượng ấy. Thế còn đây là khi mà sản phẩm của hàng của nhà em đã gọi là ra ngoài thị trường rồi ấy, thì em cũng cam kết với các bác luôn là hàng của nhà em là hàng inox chuẩn luôn. Đó. Thế thì ở đây chúng ta gồm một cái gì? Ở đây là chúng ta trước mắt là chúng ta đã nhìn thấy một cái, đây là vòi rút nha các bác nhá, vòi rút có nghĩa là vệ sinh rất là sạch sẽ, các bác có thể các bác cầm các bác rút. À, các bác rửa giấy rất là dễ dàng. Hơn nữa là nó có cái nút đi đây, phím bấm này, là nút bấm này để điều chỉnh chế độ các bác này. Đấy. Điều chỉnh chế độ các bác này. Đấy. Cái thứ hai nữa là ở đây nó là sẽ có hai cái dây cấp các bác nhá. Dây cấp này là dây cấp chúng ta sử dụng nóng lạnh như bình thường các bác nhá. Hai cái đường vào dây cấp để chúng ta sử dụng cái nóng lạnh như bình thường. Đó. Tiếp theo nữa là chúng ta có một quả lọng. Quả này mục đích để làm cái gì? Để chúng ta gắn vào cái dây này này các bác này. Các bác có hình dung ra không? Gắn vào cái dây này. Thế bắt đầu khi mà kéo xuống, các bác dùng thì cái quả lọng này đi lên. Mà khi các bác thả ra thì cái vòi này nó sẽ tự động nó đi xuống. Đây tôi cùng một quả lọng các bác nhá. Cái phụ kiện của nó chỉ bao gồm như thế thôi, rất là đơn giản. Đấy. Chuẩn là lốc 304 các bác nhá. Đây em đã, hiện tại thì em cũng đã lắp đặt một cái sản phẩm ở trên cửa hàng đấy rồi. Mời các bác hôm qua một chút. Em quay cho các bác xem. Đây các bác này, đây chính là cái vòi inox Sup 304. Cái này thì nó rất là sạch sẽ các bác nhá. Cái ưu điểm của nó nó rất là sạch sẽ. Đấy, cái ưu điểm của nó rất là sạch sẽ vì là khi mà cái nước của mình ấy nó có cái clo này. Nước của mình nó có cái clo hay là có cái váng bẩn ấy, thì khi mà bám vào cái dòng này nó cọ rửa rất là dễ dàng vì là nó là súp mờ mà. Còn đây như kiểu cái dòng này này, cái dòng này thì là bám, khi mà bám cặn vào ấy, bám vôi với cả clo vào ấy, nó rất là khó đánh, nó bạc, nó rất là khó đánh các bác nhá. Còn riêng cái dòng này ấy, thì nó rất là sạch sẽ. Đấy, này chức năng rút ra rút vào rất là dễ này, rửa nó rất là tiện này, đều có vào cả vòi nóng lạnh các bác nhá. Đó, rất là đẹp cho các bác, rất là tiện luôn. Cái này bọn em bảo hành nhá, bọn em vẫn bảo hành cho các bác 3 năm. Có vấn đề gì thì hàng của em, các bác có mua thì vẫn được quay đầu các bác nhá. Đấy, thế thì hôm nay em xin phép công khai cái giá bán trên thị trường để cho các bác nào yêu quý thì các bác ủng hộ em, tin dùng thì ủng hộ em các bác nhá. Vì là sản phẩm này em cũng bán trên thị trường cũng khá là nhiều rồi ấy, được mọi người cũng, cái chất lượng cũng rất là ok rồi các bác nhá. Đấy, các bác này nhìn những cái đầu vòi này rất là đẹp này. Đấy, cả cái củ của nó đây. Đấy. Móng rất là đẹp. Đấy. Đấy. Ok các bác nhá. Thế thì em xin kết thúc cái video này ở đây. Các bác nào mà xem được cái video này thì có dịp thì ủng hộ giúp em và giới thiệu giúp em nhá. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bác. Ok.